cuối cùng mình cũng thành công trong việc đánh lừa ở thần điện rồi đó là suy nghĩ tự hào của lý văn tâm cô cười và nói thiên sứ và ta cùng tồn tại người phụ nữ đội khăn trùm hét to đức chúa trời lại một lần nữa đã gửi thánh mẫu đến vương quốc vương quốc lại một lần nữa nhận được sự chúc phúc từ thiên quốc lý văn tâm nghe xong thì cười mếu đợi đã thánh mẫu là ý gì chợt một đôi bàn tay nắm lấy tay lý văn tâm đó là người phụ nữ đội khăn trùm chạy lên nắm chặt lấy tay lý văn tâm nói ta biết mà ta biết mà thánh mẫu sẽ không vì nữ vương bệ hạ mà rời đi thiên quốc quả nhiên đã đưa thánh mẫu trở lại với một thân phận khác ánh mắt người phụ nữ lóng lánh nước mắt nói cầu thánh mẫu hàng phúc xin hãy chấp nhận lời thú tội của tôi lý văn tâm hoang mang quay sang nhìn ngài duy tước ý hỏi đây là ngài duy tước giả vờ ho sau đó đưa bàn tay ra hiệu lý văn tâm thông minh nắm bắt được ý chính hỏi là muốn sờ đầu sao lý văn tâm đưa bàn tay ra cô sờ đầu người phụ nữ đội khăn trùm, ôn tồn nói ta đặc xá tội cho ngươi và thay thiên quốc chúc phúc cho ngài bàn tay ngài duy tước phối hợp búng tay lập tức những cánh hoa bay lên vây quanh lý văn tâm lấp lá lấp lánh những người bên dưới ngơ ngác chấn động khi nhìn thấy cảnh đó. Họ nhớ lại quá khứ lúc mẹ của ngài Duy Tức cũng đã sờ đầu một người như vậy, những người khác trầm trồ. Nữ vương y toa bối lạp, thật sự không bỏ rơi chúng ta, người thánh mẫu yêu thương lo lắng, luôn nghe nỗi khổ của con dân. Lại lần nữa đến với vương quốc của chúng ta sao? Lý Văn Tâm nghe những lời này thì khó hiểu, thánh mẫu. Lý Văn Tâm bên trong vô cùng tức giận, lửa giận cháy bùng bùng, nghĩ thầm ai muốn làm thánh mẫu chứ, cả nhà các người đều là thánh mẫu. Quốc vương cảm động nói, Lý Văn Tâm công chúa, ta không nghĩ tới, cô sẽ có thiên phú ma pháp như mẫu thân mẫu thân của ta chính là nữ vương y toa bối lạp cũng là người sở hữu thiên phú ma pháp tâm linh càng trong thời gian tại vị của bà bà rất quan tâm đến nỗi thống khổ của người dân nhưng khi tay bà đặt tay lên đầu những người nghèo người bệnh ai cũng cảm nhận được nỗi đau vị mặn nhẹ niềm vui được chuyển đến nữ vương cũng rất thành thạo trong việc bói toán và tiên tri trong thời gian trị vì của bà vương quốc rất yên bình và thịnh vượng nữ vương là điều mà người dân mong muốn và được gọi là thánh nữ của vương quốc vì vậy rất lâu sau khi bà ra đi mọi người đều không bao giờ quên đi bà quốc vương trầm chậm, chậm nói tiếp khi thấy cô sử dụng ma pháp tâm linh ta không thể cấm lòng mình dò hỏi thần linh. Lý Văn Tâm công chúa, Lý Văn Tâm ngơ ngác nhìn quốc vương khi ông hỏi, cô có thực sự là thánh mẫu mới mà thiên quốc ban cho chúng tôi không? Một cô bé lấy vòng hoa từ trên đầu xuống, đứng dậy gọi tỷ, tỷ tỷ. Cô bé đi đến trước Lý Văn Tâm, hỏi, muội có thể đem vòng hoa này tặng cho tỷ được không? Lý Văn Tâm mỉm cười dịu dàng, nói được. Rồi cô cúi xuống để cô bé đội vòng hoa lên đầu mình. Cô bé cười rạng rỡ, thốt lên, thánh mẫu tỷ tỷ thật xinh đẹp. Quốc vương kích động, vung tay nói, ta tuyên bố, ban cho lý văn tâm công chúa, phong vị thánh mẫu của vương quốc. Mọi người ở đó đều vỗ tay vui mừng. Lý Văn Tâm nghĩ thầm, nếu danh hiệu này có thể giúp con đường sống sót của mình trong vương quốc an toàn hơn một chút. Vậy thì làm thánh mẫu thì làm thánh mẫu, nghĩ vậy nên cô cúi đầu nói, cảm tạ bệ hạ đã phong cho ta danh hiệu. Tiếng chuông nhà thờ vang lên, giữa tiếng reo hò của mọi người, vương quốc lại có thêm một thánh mẫu mẫu, dân chúng lại có nơi cáo giải mới, cảm tạ sự chúc phúc từ thiên quốc. Ngài Duy Tức đứng nhìn Lý Văn Tâm đang ngơ ngác trước mặt. Anh nở một nụ cười nhẹ hài lòng đột nhiên có người gọi quốc vương bệ hạ rồi một đôi gót màu hồng bước lên chính là tạp lạc lâm đang đặt tay lên ngực nói ta thay mặt cho toàn bộ quý tộc nữ ở thủ đô đưa ra một thỉnh cầu hợp lý cho ngài lý văn tâm ngạc nhiên quay đầu lại nhìn tạp lạc lâm nói để cho đón lý văn tâm công chúa chính thức gia nhập vào vòng xã giao trước khi chính thức bắt đầu lễ xã giao bệ hạ có thể tạp lạc lâm nhau mắt nói tiếp mời lý văn tâm công chúa nhảy bài khiêu vũ đầu tiên không ánh mắt lý văn tâm loài sáng cô nhủ thầm xã giao vũ hội nôm na ở phần sau thì lý văn tâm đang tự hỏi vũ hội xã giao còn lễ xã giao cho ta nhìn thế nào thì cũng đều có một chút mùi của âm mưu mà thôi mặc kệ dù sao ta đây cũng không sợ đến khi tan lễ thì bầu trời cũng về chiều một cô gái hỏi bệ hạ thực sự đồng ý để công chúa hoa quốc nhảy bài khiêu vũ xã giao đầu tiên trong năm nay sao tuy nói cho danh hiệu thánh mẫu đây nhưng cũng là quá mạo hiểm rồi chàng trai đeo nơ tím gật đầu nói đúng vậy đúng vậy trên chiếc xe ngựa dừng bên đường hoắc hoa đức hỏi tại sao lại đề ra yêu cầu như vậy tạp lạc lâm tạp lạc lâm cười che quạt đáp phụ thân đại nhân kính yêu người hiểu mà kỳ vọng của mọi người là thứ khó khăn nhất một khi thành lập sẽ trở thành một lá chắn bảo vệ người như nước có thể đẩy một chiếc thuyền buồm và cũng có thể làm đổ nó ánh mắt tạp lạc lâm ánh lên sự gian xảo nói công cụ tốt nhất để phá vỡ kỳ vọng của mọi người cũng là ánh mắt của họ chúng ta cứ đem cô ta đến với ánh đèn hào quang đi lý văn tâm đang đi trên đường thì nghe tiếng gọi lý văn tâm công chúa lý văn tâm ngạc nhiên quay lại thì đó chính là thủy an đang đi tới nói xin đợi một chút thủy an nghiêm trọng hỏi có tiện nếu ta hỏi người một câu hỏi riêng tư không lý văn tâm thản nhiên đáp mời nói ánh mắt thủy an rất cô đơn anh hỏi cái đó thiên sứ mà người nhìn thấy liên quan đến bảo vật cô ấy lại ở nhân gian ngài ấy có nói gì nữa không đang hỏi thì thủy an lúng túng ho khan quay mặt đi chỗ khác nói bỏ đi ta nói những cái gì thế này anh quay người lại nói làm phiền người rồi tạm biệt lý văn tâm có chút không đành lòng cô nói ngài ấy có nhờ ta truyền đạt tới cậu thủy an chấn động đứng khựng lại lý văn tâm bước nhẹ nhàng đến cô đến trước thủy an nói ngài ấy có nói có hai loại ma pháp là việc vô cùng phi thường. cô thầm thì vào tai thủy an nhất định phải nhìn thấy sự xuất sắc của bản thân a. À. ánh mắt thủy an mở to có chút cảm động. lý văn tâm quay đi mỉm cười và vẫy tay với thủy an. thủy an đứng ngơ ngác nhìn theo lý văn tâm rời đi. đến dinh thự mà lý văn tâm ở. một bàn tay đập mạnh xuống bàn. lý văn tâm nghiêm trọng nói vũ hội xã giao sẽ bắt đầu vào một tuần sau. để củng cố những kỳ vọng khó có thể giành được của chúng ta trong vũ hội xã giao lần này tuyệt đối không thể xảy ra sai sót gì. cô nhìn tờ giấy và đọc trong vòng một tuần này chúng ta cần thiết phải hoàn thành một là củng cố hình tượng bên ngoài của đại quốc công chúa hai là lễ nghi xã giao và khiêu vũ xã giao ba là phải hoàn thành kiến thức lịch sử của vương quốc và hoa quốc cô nhìn sang hai nô tỳ nói nhiệm vụ thứ nhất giao cho tiên trần và lưu xương trong vòng một ngày ta muốn biết những lễ phục lưu hành phổ biến nhất trong vòng xã giao của thủ đô cô quay sang nói với quỳnh tư phu nhân huấn luyện khiêu vũ xã giao xin nhờ quỳnh tư phu nhân rồi là một người dẫn đầu điệu nhảy xã giao ta bắt buộc phải thật thành thạo quỳnh tư phu nhân lấy khăn che miệng nói công chúa điện hạ hãy để ta nhắc nhở người một tí khiêu vũ xã giao rất khó người muốn tinh thông trong vòng một tuần hầu như là không thể quỳnh tư phu nhân chưa nói xong thì một giọng nói vang lên ba ngày lý văn tâm đưa ba ngón tay vẻ mặt quyết tâm nói trong vòng ba ngày ta sẽ đem điệu nhảy khiêu vũ xã giao của vương quốc luyện tới thành thạo quỳnh tư phu nhân mở mắt to chấn động mà không biết lý văn tâm đang tự nhủ thầm đùa gì chứ từ năm mình lên năm mẹ mình đã tốn biết bao nhiêu tiền cho các lớp học khiêu vũ từ ba lê đến Latin tin rồi đến quốc tiêu vì để năm đó lên cấp ba cộng điểm nghệ thuật mẹ mình cũng đã phải trả rất nhiều tiền cô nói nhiệm vụ chỉ là có như vậy còn về phần học lịch sử ta sẽ sử dụng thời gian trước khi đi ngủ để hoàn thành. Tan học, bắt đầu công việc. Lý Văn Tâm đứng dậy rời đi, suy nghĩ của Quỳnh Tư phu nhân hiện lên, tại sao bỗng nhiên lại có một ảo giác? Hình như là đã nhìn thấy vị ấy. Lúc còn là thiếu nữ, so với đệ đệ, nữ vương đại nhân đã siêng năng gấp 10 lần, y toa bối lạp còn trẻ đã chăm chỉ đọc sách vô cùng. Bên ngoài tòa dinh thự đang yêu ắng, đột nhiên có ai đó la to, cái gì? Tất cả tiệm may đều đã kín đơn đặt hàng rồi à? Lưu Xương lau mồ hôi và đáp, hình như là bởi vì sự tiến triển của lễ xã giao, đơn đặt hàng của các nữ quý tộc đột ngột tăng, từ vải dệt đến thợ may vá đều không đủ. Trong vòng một tuần muốn đặt một bộ lễ phục đẹp gần như là không có khả năng. Lý Văn Tâm nhớ lại gương mặt của Tạp Lạc Lâm đang cười, cô nghĩ thầm, bỗng nhiên yêu cầu bắt đầu lễ xã giao trước, chỉ để làm cho ta trở tay không kịp. Lý Văn Tâm mí môi, xí một tiếng tỏ vẻ đáng ghét trong lòng. Cô mở dương ra, ra lệnh cho các thị nữ mở tất cả dương hồi môn ra. Cô nghĩ thầm, có ti khó khăn này mà muốn ta bỏ cuộc sao? Cô hét to, tất cả quần áo và đồ trang sức đều xếp thành hàng để ta nhìn qua một cái các thị nữ luống cuống đáp vâng vâng công chúa trật lý văn tâm mở to mắt ngạc nhiên ể một tiếng cô lấy ra một túi nhỏ nhỏ xinh xỉnh hỏi cái túi gấm này là cái gì chắc mọi người đều tò mò cái túi gấm đó cuối cùng là cái gì lý văn tâm hỏi xong thì quay đi gợi ý tiếp bên trong thế mà lại có một tờ giấy trưng mật nước đây lại là khởi đầu nhiệm vụ gì đây trong lúc tìm lễ phục lý văn tâm đột nhiên phát hiện ra trong gương hồi môn một túi gấm hoa lý văn tâm cầm túi gấm trên tay hỏi đây là cái gì thì từ trong túi gấm rơi ra một cuộn giấy nhỏ Lý Văn Tâm tò mò mở cuộn giấy ra. Trên tờ giấy viết: Nữ vương tử kim thạch nhữ tất tìm chi. Lý Văn Tâm nổi đầy dấu chấm hỏi: Nữ vương tử kim thạch, đây là cái quỷ gì? Bên ngoài có người gọi công chúa, lợi ngừng đại nhân đến chơi. Một đống quà to quà nhỏ chất đầy dưới sàn. Lợi ngừng đắc ý nói: Ta biết rằng mỗi lần lễ xã giao đều sẽ gây ra tình trạng khan hiếm nguồn quần áo, cho nên ta xuống tay trước đem toàn bộ lễ phục đẹp nhất dành về rồi. Cô nhìn xem có yêu cầu gì không? Lý Văn Tâm ánh mắt lấp lấp lánh nhìn lợi ngẩng trầm trồ, thì ra công tước đại nhân lại là người đáng tin cậy đến vậy nha. Những bộ váy màu hồng, màu xanh xiên xúa xuất hiện, mang tên địch tư ni công chúa phong. Lý Văn Tâm cạn lời, không biết nói gì với mấy bộ quần áo, còn Lợi Ngừng thì đứng đằng sau hào hứng, đang đợi được khen. Lý Văn Tâm dừng lại, quay sang nhìn Lợi Ngừng và chuyển chủ đề, "Đúng, đúng rồi, Lợi Ngừng, ta muốn hỏi cậu một vấn đề. Nếu vương tử Kim Thạch là cái gì?" Lợi Ngừng gãi đầu hỏi, "Sao cô lại biết cái này? Đây là món đồ mà chỉ có số ít người trong cung mới biết nội tình của nó." Lợi Ngừng bật mốt nghiêm túc nói, nghe đồn rằng nữ vương có một bí bảo có thể hấp thụ và lưu trữ sức mạnh ma pháp của ngài ấy nó vốn là một khối thuần tịnh tím thủy tinh bởi vì thường được nữ vương truyền năng lượng nên nó được bao phủ bởi những dấu vàng sáng chói nghe người ta nói chỉ cần chạm vào khối thủy tinh đó là có thể hiểu được về sức mạnh huyền bí của nữ vương có điều sau khi nữ vương mất tử kim thạch cũng không biết đã lưu lạc đi đâu ban đêm ở dinh thự lý văn tâm nằm trên giường chăm chăm nhìn tờ giấy và suy tư cô nói xem ra như một loại lời nhắc nhiệm vụ nào đó à quả nhiên mục đích của việc hoa quốc đồng ý việc đem công chúa tới hòa thân không hề đơn giản lý văn tâm nghĩ thầm vẫn là nên đem lịch sử của vương quốc và hoa quốc nghiên cứu kỹ lưỡng lại mới được cô cầm sách lên đọc tức triều là một triều đại vĩ đại đã kéo dài hơn 400 năm hơi giống với ý nghĩa của triều đại nhà minh của chúng ta đã tiếp tục đến thời hiện đại mà mặt khác vương quốc đang tiến đến giai đoạn của cuộc cách mạng công nghiệp khoa học kỹ thuật đang phát triển một cách toàn diện cũng hoa quốc kéo ra một khoảng cách không nhỏ lý văn tâm không cam tầm ngồi dậy tức giận tự hỏi làm sao mới có thể để cho hoa quốc đuổi kịp đây lý văn tâm nằm xuống đắp chăn và nghĩ thầm hoặc đây là ý định thật sự của hoa quốc khi gửi mình đến đây là để mình khám phá bí mật về nguồn ma pháp bí ẩn trong vương quốc sự khác biệt về văn hóa giữa hai nước quá lớn nên rất khó để hiểu và giao tiếp với nhau à nói đến sự khác biệt về văn hóa thì một tia chớp lóe lên trong đầu của lý văn tâm cô la lớn tiêm trần và lưu xương mau lại đây lưu xương và tiêm trần ngơ ngơ ngác ngác chạy lại hỏi chuyện gì vậy công chúa lý văn tâm đứng chống lạnh tay cầm cái kéo đắc ý nói lễ phục công chúa phong và vân vai tua có thể hòa hợp với nhau sẽ không ai biết nếu không tạo một bàn tay giữa trời đêm đưa kéo cắt một nhành hoa một cô hầu nữ đứng bên cạnh cửa sổ lo lắng hỏi công tước ngài ấy đứng ở trong hoa viên bao lâu rồi hầu gái nhìn ngài duy tức đứng cầm bông hoa trong vườn cười tủm tỉm thì nói tiếp hôm nay ngài ấy thật kỳ lạ đột nhiên bảo mình đi định chế lễ phục lại nói không cần làm nữa bảo mình trở về càng ngày càng khó hiểu ở bên này ngài duy tức nhìn chằm chằm nụ hoa trong tay anh cứa ngón tay vào gai cho chảy máu sau đó đưa ngón tay chảy máu lên miệng lặng lẽ thẻ lưỡi liếm máu trên ngón tay chúng ta quay lại một tháng trước khi đón dâu tại một tòa nhà nguy nga tráng lệ, có người nói chỉ là chất tử câu chúa của một nước bại trận, không cần phải coi trọng quá mức. tất cả những gì chúng ta muốn chỉ là đạt được bí mật về cổ lão thần thông của Hoa quốc, nó sẽ giúp cho Vương quốc tiến thêm một bước phát triển hơn nữa. đó là Quốc vương đang nói với ngài duy tước. đến lúc đó, chỉ cần chỉ định cho vị công tước đó một quý tộc cấp thấp hơn và một cuộc hôn nhân chỉ tồn tại trên danh nghĩa là đủ. tất cả những quý tộc có liên quan đến hoàng gia không nên dính líu đến, bao gồm cậu. ngài duy tước nhớ mãi câu bao gồm cậu. anh cúi đầu, cười nhẹ nói đương nhiên. trở lại hiện tại ánh mắt ngải duy tức có chút gì đó sao xuyến. Ở dinh thự mà Lý Văn Tâm đang ở, cô đang thay đồ. Lý Văn Tâm mỉm cười, ánh mắt sáng rỡ nói tuyệt. Lý Văn Tâm đang hỏi chúng ta, cải tiến hán phục, còn là cổ phong Lolita, cảm giác có thể tạo thành một thứ rất hiệu quả và lợi hại nha. Đương nhiên, phải làm mọi người ngạc nhiên một cách bí mật rồi, hãy theo dõi phần sau và xem sự khai mạc của bữa tiệc khiêu vũ nha. Những chiếc váy xinh đẹp đi cùng với giày cao gót. Những tiểu thư quý tộc đều đang cầm quạt và cười vui vẻ. Có người nói, khung cảnh hôm nay thật sự long trọng, đúng không? Công tước đại nhân, ngài duy tước đẹp trai quay đầu lại nhìn. Ngài duy tước đáp, đúng thật là như vậy, thì ra người tới chính là Tạp Lạc Lâm. Tạp Lạc Lâm hôm nay mặc chiếc váy màu hồng thêu hoa và bướm, đeo mấy chuỗi ngọc trai trên cổ, ngài duy tước nói, cũng hợp với trang phục của ngài lại càng tăng thêm sức mạnh. Cô gái búi tóc mặc váy trắng bên cạnh cũng cười nói, bộ lễ phục này chính là bá tước đại nhân đã vượt qua eo biển chuyên môn định chế đó. Cô gái tóc nâu bên cạnh nói thêm, đúng vậy, cả vòng xã giao cũng chỉ có mỗi Tạp Lạc Lâm đặt định chế được thôi. Tạp Lạc Lâm nói, đừng nói như vậy, trong giới xã giao Vị kia trong danh viện không phải cũng đã sớm định chế lễ phục mới rồi sao? Hơn nữa nói đến phẩm vị mà, ai lại có khiếu thẩm mỹ tốt hơn ngài duy tước công tước chứ? Luôn luôn thanh lịch, tinh tế và độc đáo. Chúng ta được chiêm ngưỡng cả bộ lễ phục lấp lánh của ngài duy tước. Tạp lạc lâm hỏi với ánh mắt chờ mong, không biết công tước đại nhân sẽ lựa chọn ai trở thành nữ đồng hành của ngài. Liệu vị công chúa bí hẩn đến từ Hoa quốc kia có được nhận sủng ái không? Làm cho ngài duy tước chú ý. Cô gái búi tóc che miệng hỏi, a, nói đến công chúa Hoa quốc, thật sự làm người ta khó chịu mà mọi năm lễ xã giao bài khiêu vũ đầu đều không phải do tạp lạc lâm tiểu thư phụ trách đảm nhận sao tạp lạc lâm ở trước mặt vương quốc nhường cho cô ta cô ta không biết từ chối sao cô gái tóc nâu no chen vào đừng nói như vậy cũng có thể bởi vì do quốc gia cô ta quá lạc hậu nên không hiểu cách cư xử đối đáp mà Ngải duy tức bên cạnh nghe được nhíu mày có cô gái nói biết gì không nghe nói cô ta đến cả lễ phục cũng không định chế được tạp lạc lâm lấy quạt che mặt không biết có cảm xúc gì nhưng cũng không chen vào cuộc nói xấu lý văn tâm của mấy cô kia cô gái còn lại đáp a thật đúng là quá tội nghiệp rồi công chúa mà không có lễ phục vậy làm sao mà nhảy bài khiêu vũ đầu tiên chứ chợt có người hét to làm tất cả mọi người đều giật mình quay lại mau nhìn đi bên đó là công chúa hoa quốc sao tạp lạc lâm há miệng sững sờ ngài duy tước bên cạnh cùng ngẩn ngơ nhìn lý văn tâm xuất hiện lộng lẫy trong bộ lễ phục màu xanh vô cùng xinh đẹp trên đầu lý văn tâm đeo một chuỗi ngọc của phương đông phần cổ áo là của hoa quốc còn thân váy thì làm theo kiểu phương tây lý văn tâm mỉm cười tận hưởng ánh mắt trầm trồ của mọi người một cô gái tò mò hỏi lễ phục của cô ấy là như thế nào vậy cô gái bên cạnh cũng thì thầm nó là loại kiểu có thể định chế trên thị trường sao mọi người chăm chú nhìn phần cổ thanh lịch của lý văn tâm sau đó là đến miệng ngọc bội đeo bên hông rồi đến cái quạt màu xanh in họa tiết hoa la có người đến gần lý văn tâm ấp úng gọi lý lý văn tâm công chúa lễ phục của người được định chế ở đâu vậy lý văn tâm cười hỏi lễ phục của ta sao hoa quốc bọn ta có nhiều loại tơ lụa mềm cũng ra đời nhiều loại kỹ thuật may và theo thùa khác nhau cung đình hoa quốc mỗi khi lựa chọn thị nữ đều sẽ tiến hành chọn từ nữ hồng chắc việt thục châu lý văn tâm cười tươi tự hào kể về quốc gia của mình vừa hay hai thị nữ tùy thân của ta đều tinh thông theo thùa nữ hồng cũng tốt ta bảo bọn họ kết hợp trang phục của hai nước không nghĩ đến hiệu quả thực không tồi cô gái mặc váy hồng trầm trồ nói vậy mà lại thực sự là tự bản thân sáng tạo ra gen lụa còn có váy tất cả đều theo phương pháp của vương quốc lý văn tâm cười đáp hai nền văn hóa đều ưu tú như nhau kết hợp lại với nhau đương nhiên sẽ cho ra hiệu quả bất phàm ngài duy tức đứng bên cạnh ngơ ngác vẻ mặt như đang hoài niệm trong quá khứ có người nói này ngài duy tức thiếu gia lại đang xem sách nữa à ngài thích văn nghệ như vậy một hầu nữ tóc vàng nói tiếp tương lai ngài nhất định sẽ tìm một vị hôn phu thích đọc sách giống như ngài sao ngài duy tức hồi nhỏ đang ôm một quyển sách nói đó là điều tất nhiên vị hôn phu của ta nhất định phải bác văn lại cơ chí giống như nữ vương vậy trở lại hiện tại ánh mắt của ngài duy tức đã có chút kích động ở trong khán phòng lộng lẫy có người hỏi nói đến thục châu hoa quốc có phải còn có một dương châu nổi tiếng không kém đúng không tạp lạc lâm cười nói ta kiến thức hạn hẹp muốn thỉnh giáo văn tâm công chúa một tí nghe nói rằng đó là khu vực buôn bán người nghiêm trọng nhất ở hoa quốc à Lý Văn Tâm đang hỏi chúng ta, lễ phục lần này các bạn có thích nó không? Có muốn xem Tiểu Văn Tâm mặc lễ phục nhảy điệu xoay vòng tròn không? Bạn nhảy của Văn Tâm sẽ là ai đây? Mau đoán đi đoán đi nào, nhớ theo dõi phần sau nhé. Đầm dạ hội của Văn Tâm đã nhận được sự tán thưởng xứng đáng trước khi vũ hội bắt đầu, nhưng nó đã bị cắt ngang bởi câu hỏi này. Tạp Lạc Lâm che quạt mỉm cười hỏi, có một nơi khác ở Hoa Quốc gọi là Dương Châu phải không nhỉ? Xin thứ lỗi cho sự thiếu hiểu biết của thần, nhưng thần nghe được rằng nạn buôn người cực kỳ phát triển ở nơi đó. Lý Văn Tâm ngạc nhiên, nghĩ thầm, mình không nghĩ rằng sẽ nghe một câu hỏi như vậy không nghi ngờ gì khi chuyện này đã được ghi lại trong lịch sử của Hoa Quốc. Dương Châu từng là nơi các thương buôn muối giàu có tụ về, lối sống xa hoa nơi đó có thể sánh ngang với vua chúa. Quả thật có rất nhiều thiếu nữ từ các gia đình nghèo đã bị bán ở đây với giá thấp, những cô gái ấy sau được dạy hội họa và thư pháp, rồi bị bán cho các phú hộ làm vợ lẽ, còn những cô gái không được ai mua thậm chí có thể bị bán vào lồ xanh và chịu một cuộc đời không thể tưởng tượng được. Mỗi thiếu nữ từng bị người mua bán ở nơi đó đều là nhân chứng của một câu chuyện thương tâm. Lý Văn Tâm cầm cây quạt có chút lo lắng nghĩ thầm, đây là một sự thật mà mình không thể phủ nhận cô gái bên cạnh sừng sốt che miệng hỏi chắc những gì người vừa nói không thể là sự thật đâu nhỉ tiểu thư tạp lạc lâm tạp lạc lâm đáp thật ra ta cũng không chắc lắm do đó cần phải xác minh điều này với công chúa lý văn tâm tạp lạc lâm nói tiếp thần cũng từng nghe có một tập tục ở hoa quốc khiến cho các ngón chân của các thiếu nữ dối hết với nhau và họ sẽ phải chịu cảnh tan tật suốt đời đối mặt với nhiều trở ngại khi bước đi điều này cũng là thật ư lý văn tâm bị chấn động trong đầu lóe lên một tia sáng cô biết đây đúng là đòn chiếu tướng của tạp lạc lâm tạp lạc lâm nói tiếp khi người nhắc đến hai nền văn hóa tuyệt vời thân khó mà đồng ý với người. Không thể tin được Hoa Quốc kia thật ra lại là một đất nước man dợ, Tạp Lạc Lâm nói xong thì gấp cây quạt lại, đúng thật là một bông hồng có gai. Những người xung quanh Lý Văn Tâm thì thầm, bàn tán xôn xao, tại sao bệ hạ lại đồng ý hôn nhân liên minh với một đất nước chưa khai hóa vậy chứ? Liệu công chúa Hoa Quốc có phải là một người hoàn toàn khác dưới vẻ bề ngoài của mình không? Hoàn toàn không có chút văn minh nào, một công chúa đến từ đất nước như vậy có xứng đáng dẫn đầu vũ hội không? Lý Văn Tâm đang suy nghĩ cách đáp trả khi nghe câu nói hoàn toàn không có chút văn minh nào. Cô nghĩ thầm, không phải mình không thể tìm một ví dụ về văn hóa của họ để bác bỏ chuyện này như áo nịt ngực của họ cũng thật tàn nhẫn với phái nữ như làm như vậy có ích lợi gì nó có thể thay đổi điều gì ở hiện tại không tạp lạc lâm liếc sang bên cạnh nói a à, đức vua đã đến rồi vũ hội sẽ sớm bắt đầu thôi quốc vương đứng trên lan can nói to ta xin tuyên bố vũ hội đầu tiên của mùa giao lưu chính thức được bắt đầu ông cười và nói tiếp hãy mời bạn nhảy của mình tiến lên sàn khiêu vũ tiếng nhạc sập sình nổi lên bầu không khí xung quanh náo nhiệt có một cặp đôi đã nắm tay nhau trước mặt lý văn tâm cô nhớ lại lời có người đã nói tiểu thư dẫn đoàn thường sẽ là người đầu tiên được mời lên sàn khiêu vũ nếu mọi chuyện suôn sẻ sẽ có một hàng quý tộc chờ để được mời người lên sàn khiêu vũ tất cả những gì câu chúa cần làm là chọn một trong số họ người đừng quá lo lắng đó là những lời mà quỳnh tư phu nhân đã nói nhưng bây giờ lý văn tâm đang đứng ngơ ngác giữa những lời bàn tán kia ngươi có thấy cô chúa hoa quốc kia không sao cô ta vẫn trông chân tại chỗ vậy không có ai mời cô ta khiêu vũ ư làm gì có ai dám nhảy cùng đứa con gái từ đất nước mọi dợ chứ các ngươi cũng biết mà cô ta có lẽ còn không nhảy được những điệu cơ bản bên ngoài một người hầu nói với lợi ngừng xin thứ lỗi thưa thiếu gia lợi ngừng ngài vẫn chưa 16 nên ngài không thể mời ai lên sàn khiêu vũ lợi ngừng bất bình nhưng không thể làm gì chỉ kêu lên cái gì thủy an đang đứng ở một góc khuất nhìn chăm chú về phía này anh ta cúi đầu suy nghĩ gì đó trong sảnh khiêu vũ ngài duy tức đang đi về phía lý văn tâm vẻ mặt ngài duy tức đang rất nghiêm túc anh nhớ lại ngày nhỏ mẹ y toa bối lạp đã hỏi ngài duy tức đây là điều mà nữ gia sư đã dạy con phải không rằng chúng ta là trung tâm văn minh của thế giới ngài duy tức ngơ ngác hỏi nhưng đúng là vậy mà, phải không ạ?" À? Y toa bối lập đáp, "Mẹ nghĩ, chúng ta chỉ có thể đánh giá một thứ khi ta đã hoàn toàn hiểu được nó, liệu chúng ta đã biết được tất cả mọi chuyện trên thế giới không?" Trở lại hiện tại, ánh mắt của ngài Duy Tước rất kiên định nhìn về một hướng. Bước chân của anh đang đi tới. Thì một ly rượu vang bị nghiêng làm đổ rượu. Chính là ly rượu mà Tạp Lạc Lâm đang cầm, cô ta hốt hoảng nói, "Ôi, thần xin lỗi, thưa hoàng tử ngài Duy Tước, thần làm hỏng y phục của người mất rồi, thần sẽ cho người lau sạch nó ngay bây giờ." Rồi cô ta hét lớn gọi người, "Người đâu?" mau giúp công tước lau y phục phải đảm bảo các ngươi làm sạch nó thật kỹ cho ta lý văn tâm đột nhiên đi tới cô gọi tiểu thư tạp lạc lâm về chuyện phong tục của hoa quốc chắc chắn ta không thể cho ngươi một câu trả lời thích đáng nhưng ta có thể can đoan rằng chừng nào ta còn là công chúa của hoa quốc ánh mắt của lý văn tâm vô cùng kiên định nói những tập tục xấu này ta cuối cùng sẽ chấm dứt tất cả tạp lạc lâm ngơ ngác khi nghe lý văn tâm nói cả ngài duy tước đang đi thay quần áo cũng dừng lại ngẩn ngơ nhìn lý văn tâm tiến lại chỗ thủy an cô mỉm cười xinh đẹp nghiêng đầu với thủy an ánh mắt Thủy An đã rung động. Anh gọi, công chúa Lý Văn Tâm, thần có thể khiêu vũ cùng người không? Ngài Duy Tước chợt khựng lại, có chút sững sờ và thất vọng. Lý Văn Tâm đang hỏi chúng ta, Thủy An có vẻ như là người đầu tiên mời ta cùng nhảy, ta có chấp nhận lời mời của cậu ấy không nhỉ? Đến lúc cho thấy khả năng nhảy múa của mình rồi, cùng nhảy một điệu Van sơn nào, Lý Văn Tâm chạy đi nhắc chúng ta hãy theo dõi phần sau, nhớ nhấn like, share. Tình huống ngượng ngùng ở buổi dạ hội cuối cùng cũng được hóa giải, Thủy An đã nói, công chúa Lý Văn Tâm, thần có thể khiêu vũ cùng người ngài duy tức sững sờ khi nhìn thấy thủy an xấu hổ cúi đầu đưa tay ra nói mong người cho thần vinh dự này lý văn tâm đặt tay mình lên tay của thủy an cô cười rạng rỡ nói dĩ nhiên rồi ngài duy tức mím môi đứng bất động anh không đi nữa mà đứng nhìn chằm chằm đôi bạn trẻ tay nắm chặt những người kia ồn ào hết cả lên hốt hoảng hỏi con trai nuôi của bá tước mời công chúa hoa quốc cùng khiếu vũ sao tạp lạc lâm cũng chấn động gọi tên thủy an hai người dắt tay nhau ra giữa sàn nhảy mọi người vẫn bàn tán không ngớt con trai bá tước đúng là không biết gì hết sao công chúa ở đất nước kém văn minh có thể được dạy khiêu vũ chứ mở màn buổi dạ hội không đơn giản đâu thủy an ôm eo lý văn tâm còn lý văn tâm thì cầm lấy cánh tay của thủy an làn váy của lý văn tâm xoay một vòng xinh đẹp cô và thủy an đang khiêu vũ nhìn từ trên cao váy của lý văn tâm như đang kết thành nụ hoa ánh mắt lý văn tâm đang rất chìm đắm lấp lá lấp lánh làm cho những người ở buổi dạ hội đều ngơ ngác há mùng không ngậm được miệng thần thủy an đỏ mặt nói thần thực sự không ngờ công chúa lại nhảy giỏi như vậy đến nỗi thần không theo kịp người lý văn tâm dạng dỡ đáp ta chỉ chăm chỉ luyện tập thôi. Mấy ngày trước, Quỳnh Tư phu nhân đang dạy cho Lý Văn Tâm khiêu vũ, bà nói, công chúa, thần nghĩ vậy là đủ rồi, giờ cũng đã trễ, Lý Văn Tâm cắt lời, kiên quyết nói không, lại lần nữa. Ở buổi khiêu vũ, mọi người nhìn thấy Thủy An và Lý Văn Tâm khiêu vũ quá đẹp thì trầm trồ, làm thế nào, cô ấy nhảy không thua kém những nữ tử của giới quý tộc trong xã hội chúng ta. Lẽ nào Hoa Quốc thực sự là một đất nước văn minh sao? Tạp Lạc Lâm nghe mấy lời đó như sét đánh bên tai, trợn to mắt không cam tâm. Lý Văn Tâm xòe váy cúi chào với Thủy An. Cô lịch sự nói cảm ơn vì đã mời, ngươi là quý ông thật sự hôm nay. Thủy An đỏ mặt, ngại ngùng nói, không đâu, công chúa, đó là sự khuyến khích của công chúa, thần thực sự. Đang nói thì một giọng nói cắt ngang gọi Thủy An, Tạp Lạc Lâm vẻ mặt cau có đi đến nói ngươi không định mời ta nhảy à? Thủy An ngập ngừng nói nhưng lượt thứ hai ta vẫn. Tạp Lạc Lâm cắt ngang gọi Thủy An, chợt một bàn tay đi tới nắm tay Lý Văn Tâm, chính là ngài duy tước, anh nói lượt nhảy thứ hai của cô ấy đã được đặt trước rồi, làm cho Lý Văn Tâm ngơ ngác. Còn Thủy An và Tạp Lạc Lâm bên cạnh thì trợn mắt kinh ngạc. Không ngờ Lý Văn Tâm lại hất tay ngải Duy Tức ra. Cô nghiêm túc nói, thái tử có vẻ đã quên rồi, một lời mời trước hết phải được chấp nhận. Tạp Lạc Lâm tức giận nghĩ thầm, lời mời từ thái tử người hiếm khi mời ai khiêu vũ, sao cô ta có thể từ chối như thế chứ. Ngải Duy Tức mím môi, bầu không khí xung quanh lạnh dần. Anh siết chặt bàn tay, run run tức giận khi Lý Văn Tâm quay đi, đi về phía một người đang giơ tay ra hỏi, "Công chúa Văn Tâm, thần có thể nhảy với người lượt thứ hai không?" Người kia chưa nói xong thì một giọng nói ấm áp vang lên, "Công chúa Văn Tâm." Là ngài Duy Tức đang cúi đầu giơ tay ra và lễ phép hỏi, "Ta có thể có vinh dự mời cô nhảy một điệu không?" Lý Văn Tâm ngạc nhiên quay sang. Cô mỉm cười, ánh mắt to tròn lấp lánh. Cô đáp, "Đó là vinh dự của ta." Lý Văn Tâm đang hỏi chúng ta, thái tử liệu có hứng thú với câu trả lời của ta không? Có vẻ là không. Vậy hãy nhảy thôi, sao thái tử có vẻ không có tương tác với bạn nhảy của anh ta nhỉ? Ngài Duy Tức đang cúi đầu, giơ tay ra và lễ phép hỏi, "Ta có thể có vinh dự mời cô nhảy một điệu không?" Lý Văn Tâm quay lại, cô mỉm cười, đáp, "Đây là vinh hạnh của ta." ngài duy tức nắm lấy bàn tay nhỏ bé của lý văn tâm anh xoay lý văn tâm một vòng dứt khoát ánh mắt nhìn lý văn tâm có rất nhiều kích động biểu hiện của anh ta lý văn tâm ngơ ngác tiếp tục đánh giá thầm trong lòng là đang thấy không hài lòng và khao khát chinh phục thái tử đúng là người đàn ông rắc rối anh ta không nói một lời nào nhưng mình có thể đọc được suy nghĩ của anh ta đột nhiên lý văn tâm mỉm cười nhẹ nhàng cô hỏi thái tử nghĩ sao về hoa quốc ánh mắt ngài duy tức ngạc nhiên nhìn lý văn tâm lý văn tâm hỏi với ánh mắt trong sáng có phải anh cũng cho rằng chúng tôi là đất nước kém văn minh không tiếp cận văn minh hiện đại ngài duy tước đáp dĩ nhiên ta không ngu ngốc mà phủ nhận toàn bộ văn hóa của hoa quốc không nghi ngờ rằng hoa quốc có nền văn minh hàng nghìn năm ánh mắt anh lạnh xuống nói như sự thật là hoa quốc là nước bại trận anh nhìn lý văn tâm và nói tiếp công chúa lý văn tâm cô là người thông minh tôi không dùng phép lịch sự xã hội bình thường để phủ nhận cô nhưng cô có thể giải thích cho tôi tại sao hoa quốc lại từ chối cải tiến không lý văn tâm chấn động không biết trả lời thế nào ngài duy tước nói tiếp chúng tôi đã tiến hành nhiều cuộc nghiên cứu liên quan đến hoa quốc cho rằng hoa quốc sẽ là một đất nước cường thịnh chúng tôi đã triển khai tất cả quân dự bị và sẵn sàng cho một cuộc đối đầu nhưng chúng tôi không ngờ rằng quân lính hoa quốc đều ngã gục ở cuộc chạm trán đầu tiên hoàng đế cùng thiếp thân bỏ trốn và đưa công chúa duy nhất sở hữu ma pháp đi làm tin cho nước đối thủ chỉ để tránh việc bồi thường cho trận chiến điều này hoàn toàn khác với quốc gia phương đông mà mẫu thân ta kể tại sao lại như vậy lý văn tâm nghĩ thầm nếu mình chỉ là một cô gái nhỏ thuộc thế giới này và ở độ tuổi này thì thật khó có thể trả lời câu hỏi này thực ra mình đồng ý với anh ta Tại sao đất nước mình lại không chịu tiến bộ? Nhưng ở thế giới của mình, những câu hỏi này đã được nghiên cứu hàng trăm năm trước rồi. Lý Văn Tâm hỏi, "Thưa thái tử, tôi có thể hỏi anh rằng vương quốc của anh đã trải qua mấy giai đoạn lớn trong lịch sử không? Từ chế độ quân chủ lập hiến cho đến hiện tại, khoảng 200 năm, đã bao nhiêu lần vương quốc thịnh vượng, suy tàn và hỗn loạn từ sự cai trị? Và bao nhiêu lần vương quốc đứng đầu thế giới?" Lý Văn Tâm tự hào nói ra câu nói, "Hoa Quốc đã trải qua 7 lần đứng đầu thế giới." Cô dõng dạc nói tiếp, "Điểm yếu anh đang thấy chỉ là một thời khắc của lịch sử." chỉ là chu kỳ cải tổ trong lịch sử hơn nữa mỗi lần đất nước đi từ thịnh vượng xuống suy tàn ánh mắt của ngài duy tước đều kinh ngạc mỗi lời mà lý văn tâm nói ai đó sẽ xuất hiện và đảo ngược tình thế những người như tất nguyên vương dương minh tăng quốc phiên sao anh chắc chắn những người như vậy sẽ không xuất hiện ở hoa quốc trong tương lai gần hoa quốc sẽ luôn luôn và mãi mãi được bảo vệ bởi người can đảm nhất nước nói xong thì lý văn tâm buông tay ngài duy Tức ra cô nắm váy cúi chào và nói cảm ơn vì lời đề nghị khiêu vũ của anh rất hân hạnh được nhảy cùng với anh ngài duy tước thì vẫn giữ nguyên bàn tay trong khâu trung chưa kịp phản ứng Lý Văn Tâm lạnh lùng quay đi, Ngải Duy Tức đứng chôn chân tại chỗ, nghĩ thầm, kể cả liếc nhìn mình một cái cũng làm cô ấy thấy phiền phức. Có vẻ việc cô ấy nhảy với mình không là gì so với thế này. Một chàng trai xuất hiện, cúi đầu trước Lý Văn Tâm và nói, "Công chúa Lý Văn Tâm, thần có thể nhảy với người được không?" Chàng trai bên cạnh cũng chen vào, nói không, người phải đồng ý lời mời của thần. Một người gọi to công tước Lý Văn Tâm. Tạp Lạc Lâm mím môi không cam tâm, nói kể cả, bệ hạ cũng mời cô ta nhảy luôn sao? Cô ta nhìn Lý Văn Tâm xòe váy cúi chào với quốc vương, tự hỏi, không phải chân cô ấy đã mỏi sau khi nhảy quá nhiều sao? Ngài Duy Tức trầm tư đứng một bên cầm ly rượu lắc qua lắc lại. Bàn tay cầm ly rượu của anh run run. Ở đằng trước, Thủy An vẫy tay ra hiệu cho Lý Văn Tâm. Lý Văn Tâm cúi lại gần nghe Thủy An nói nhỏ gì đó. Ánh mắt ngài Duy Tức bên này trợn to. Ly rượu từ trên tay rơi xuống và vỡ tan tành, thủy tinh rơi khắp nơi. Lý Văn Tâm đứng chống cằm nói với chúng ta, lần này thái tử nổi giận rồi, ai bảo anh ta đánh giá Hoa Quốc chỉ từ một phía chứ? Bề dày của Hoa Quốc là thứ có thể hiểu chỉ bằng cách nghiên cứu sao? anh ta chọc điên mình mất, mình tốt hơn nên đi ra khuôn viên và hít thở. Bước chân ai đó đang chạy. Thủy An dừng lại, thở hồng hộc. Anh nói Văn Tâm cũng đang mệt mỏi bên cạnh, cuối cùng người cũng rời buổi khiêu vũ, ít nhất là bây giờ, chắc người rất mệt vì có quá nhiều lời mời khiêu vũ. Lý Văn Tâm thở phào, mỉm cười nói, nhờ cậu mà ta mới tránh được sự xấu hổ có thể xảy ra với bản thân nếu chân của ta thật sự không đi được. Ta không nghĩ đến việc ra ngoài đi dạo làm cái cớ. Mặt Thủy An hơi đỏ, anh ngập ngừng nói, vậy thì, câu chúa Lý Văn Tâm. Thần có thể có vinh hạnh, cùng người đi dạo không nói rồi thủy an giơ một bên tay của mình ra cho văn tâm khoác lý văn tâm ngạc nhiên cô nhận ra đó là một trong những phép lịch sự giao tiếp của vương quốc người phụ nữ sẽ phải giữ cánh tay của người đàn ông trong khi đi dạo lý văn tâm liền đưa tay lên khoác tay của thủy an mặt thủy an càng đỏ hơn nữa anh ho để ổn định cảm xúc dặn dò lý văn tâm hãy nói cho thần nếu thần bước đi nhanh hoặc chậm quá nhé thần sẽ đi cùng tốc độ với người lý văn tâm cười tít mắt đáp chắc chắn rồi bên trong cô đang ngọt ngào nghĩ thầm cậu ta còn dịu dàng hơn mình nghĩ bóng hình của Lý Văn Tâm đang đi dạo cùng với Thủy An đang bị ai đó nhìn thấy. Một bàn tay giơ về phía cửa sổ, dần dần hạ xuống rồi siết chặt. Người hầu chạy theo nói, "Chủ nhân lợi ngừng, sao người rời đi sớm vậy?" Lợi ngừng bực bội đáp, "Ta đã 16 tuổi rồi, ở lại làm gì khi ta không thể mời ai khiêu vũ, ta nên về nhà sớm hơn, uống sữa và đi ngủ, có thể ngày mai ta sẽ cao hơn một in." Chợt lợi ngừng dừng lại vì phát hiện ra gì đó, cậu ngạc nhiên hỏi, "Đằng kia vừa được thắp sáng sao?" Đúng là ở trong căn phòng có mấy dấu vết rời rạc của vòng tròn ma thuật nhưng sau đó đã biến mất không để lại dấu vết gì. Ở ngoài vườn hoa, dưới mái vòng của nhà nghỉ chân, Thủy An kể chuyện, thần được chăm sóc chu đáo cho dù là con nuôi, chị gái rất nghiêm khắc với thần, và phụ thân sẽ luôn dắt thần đến bất cứ nơi nào ông ấy đi, kể cả quốc vương cũng hứa sẽ ban cho thần một phong hiệu, cuộc sống ở phía trước như thế. Thần cũng mãn nguyện, có lẽ trở thành đứa con nuôi ngoan ngoãn là cách tốt nhất để trả lại cho họ những gì họ đã làm cho thần. Lý Văn Tâm nhìn Thủy An, trầm mặc không nói gì, Thủy An nói tiếp nhưng, như thế vẫn cô đơn nhỉ, không ai sẽ bằng lòng với tình huống của người ngoài như vậy. Thủy An cúi đầu, cậu đột nhiên nói công chúa lý văn tâm lý văn tâm người có hiểu không hai người mãi nói chuyện mà không để ý ở đâu đó có một bàn chân đang đứng trên một vòng tròn ma thuật sáng trưng thủy an nói tiếp thỉnh thoảng thần cảm thấy người không đến từ thế giới này lời này đã bị ai đó đứng nấp gần đó nghe thấy cậu nói tiếp người như được gửi xuống từ thiên đường vậy thần không thể tin rằng một con người ghét giao tiếp lại vô thức nói chuyện với người nhiều như vậy thần đoán đây là món quà từ một người có ma pháp tâm trí nghe tới đây thì lý văn tâm ỉu xìu cô phản bác thầm không 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 cậu làm quá lố rồi chàng trai trẻ. Thủy An không để ý đến biểu cảm của Lý Văn Tâm, hỏi tiếp, người có cô đơn không? Người đến đất nước xa lạ này một mình, không có sự giúp đỡ nào cả, chắc sẽ rất cô đơn nhỉ? Lý Văn Tâm mở to mắt kích động. Khi nghe nói nếu, người để thần chăm sóc người thì sao? Là Thủy An quỳ một chân xuống đất. Thủy An quỳ một chân trước Lý Văn Tâm, nghiêm túc nói, như vị hôn phu của người. Lý Văn Tâm ngẩn ngơ, không biết nên phản ứng thế nào. Không chỉ có cô, mà còn một người đang lấp ló phía sau cũng đứng bất động. Lý Văn Tâm không hiểu chuyện này sao có thể xảy ra được chứ cô nói ta không biết phải đáp lại như thế nào thực ra ta đã có câu trả lời rồi suy cho cùng ta cũng là người đưa ra quyết định hợp lý cùng hóng câu trả lời chút xíu nữa nha thủy an quỳ một chân xuống đất anh nghiêm túc nói với lý văn tâm hãy để thần được chăm sóc người như là vị hôn phu của người người đứng lấp ló ngoài bụi cây chính ngải duy tức cũng đứng bất động lý văn tâm bên trong cũng mở to mắt ngạc nhiên không nói được lời nào thủy an quỳ nói thần biết người ắt hẳn đang rất kinh ngạc bởi lời cầu hôn đường đột này và thần hoàn toàn chấp nhận rằng người có lẽ sẽ kháng cự lại điều này nhưng Ánh mắt Thủy An vô cùng kiên định nói tiếp, có vài thứ thần nhất định phải nói với người. Đặc biệt là sau buổi khiêu vũ của người với công tước, thần nhận ra rằng nếu thần không nói với người ngay lúc này, thần có thể không bao giờ có cơ hội để làm điều này nữa, như lần thần đã ngắm nhìn người từ xa, lúc người một mình gánh chịu áp lực từ những thử thách, người vẫn có thể dựa vào chính bản thân giải quyết những khó khăn mình gặp phải, nhưng khi người nói với thần, người phải tin vào chính mình. Thần cảm thấy mình như được công nhận vậy. Mặt Thủy An đã đỏ bừng, anh nói, đó là điều mà thần chưa giờ có trong suốt 16 năm cuộc đời có lẽ nó chỉ là nhất thời nhưng vào thời khắc đó thần lại càng thêm chắc chắn dần dần thần nhận ra mình nghĩ về công chúa nhiều hơn về cả việc người sẽ giải quyết mọi thứ một mình ra sao ai sẽ lo cho người những lúc cô đơn và không ai giúp đỡ trong lúc thủy an nói đã có một bàn tay cầm lấy đóa hoa hồng rồi bàn tay nắm chặt lấy đóa hoa hồng trong tay bên này thủy an đặt tay lên ngực chân thành thổ lộ với văn tâm công chúa lý văn tâm nếu người cũng cảm thấy tương tự về chuyện này thần nguyện trở thành bến đỗ vững chắc của người lý văn tâm ngẩn ngơ nghe thủy an nói tiếp thần sẽ có một đền trang của riêng mình nếu người bằng lòng, người sẽ là nữ chủ nhân của đền trang và cả trang viên ấy. Chúng ta có thể cùng nhau rời khỏi nơi này và sống một cuộc đời lý tưởng như miêu tả trong những cuốn tiểu thuyết của Hoa quốc. Dù có ra sao, thần chỉ hy vọng người sẽ tin tưởng. Thủy A nhắm mắt nói ra lời mình muốn nói nhất, rằng thần hoàn toàn thật tâm muốn bảo vệ người. Bàn tay nắm lấy đóa hoa hồng đã siết chặt, cánh hoa rơi là tả. Cuối cùng vỡ nát trong sự tức giận của ngài duy tước. Anh không cam tâm, xoay người định rời đi. Đột nhiên giọng nói Lý Văn Tâm vang lên, người không giống những gì ta đã nghĩ ngài duy tức khựng lại dòng tay chăm chú lắng nghe lý văn tâm nói ta cho rằng với gia thế và những gì mình đã trải qua ngươi sẽ trở nên rẻ rặt hơn nhưng ta không ngờ rằng lý văn tâm chống cằm mỉm cười cô nói thật lòng thì ta sẽ phải nhìn ngươi bằng phương diện mới cảm ơn vì đã đặt mình vào và nghĩ cho ta nó thật sự khiến ta cảm thấy ấm áp đó nhưng mà ta lý văn tâm di chuyển bàn chân lên một chút cô ngồi sổng trước mặt thủy an cười nói lại là một người có nhiều tham vọng ở đất nước của mình ta đã luôn là số một bởi vì ta ghét phải thua cuộc Từng có lần, ta thậm chí không rời khỏi thư phòng, tức là thư viện để đi ngủ, chỉ vì ta muốn đạt được một mục tiêu, chính là thi đại học. Thủy An nghiêm túc suy nghĩ, sao mình cảm giác như đang nhìn thấy tích cách ẩn của công chúa Văn Tâm nhỉ? Lý Văn Tâm thản nhiên nói tiếp, "Thực ra ta không quen lắm với việc được ai đó bảo vệ mình, ta thấy nam giới như một cuộc cạnh tranh thì đúng hơn. Ta phải thích nghi với những bất tiện về thể chất, ý cô nói là kỳ kinh nguyệt và cả bất bình đẳng bên ngoài, ý Văn Tâm chính là phân biệt giới tính, để vùng lên và đánh bại chúng." Chính vì thế, từ khi ta được đưa đến đây, ta muốn được thử và nhìn xem mình có thể mở ra một bản đồ rộng lớn thế nào chỉ dựa vào khả năng của chính bản thân nên bây giờ vẫn còn khá sớm để ta bàn về chuyện an cư văn tâm xoa đầu thủy an nói tiếp nhưng những suy nghĩ chú đáo của ngươi về việc bảo vệ ta thực sự khiến ta ấm lòng đó cô mỉm cười nói cảm ơn ngươi nhé thủy an ngài duy tước bên này đang hoang mang tự hỏi chuyện gì đang diễn ra vậy ban đêm ở hoàng cung có người nói ban đầu ta đã lên kế hoạch để cô ấy cưới một quý tộc bậc thấp và kết thúc mọi chuyện với cô ấy một nàng công chúa từ một đất nước xuống dốc có thể gây bao nhiêu sóng gió chứ và cô ta có giá trị gì đáng để ta chú ý. Nhưng rồi mọi thứ nói lên rằng ta đã sai, một người đứng quay lưng, áo choàng bay phần phật nói tiếp, những ý tưởng sáng suốt, tầm nhìn và lòng can đảm. Người đó chính là quốc vương, ông nói tiếp, không hề cường điệu khi nói rằng nàng ấy hội tụ tiềm năng trở thành một nữ hoàng, có thể nuôi dạy một nàng công chúa như vậy, liệu chúng ta có đang đánh giá thấp hoa quốc không? Thật không may, một quốc gia lụi tàn vẫn sẽ là một quốc gia đổ nát, suy nghĩ về những điều này có ích gì, con nghĩ thế nào, Ngải duy tước. Quốc vương nhìn ngải duy tước, gọi tên một lần nữa nhưng ngài duy tước lại không chú ý những gì mà quốc vương nói anh đang nhìn bàn tay chảy sức của mình nghĩ thầm không đúng nó là thứ gì vậy ánh mắt ngài duy tước đang rất kích động tự nói với chính mình có điều gì đó thực sự không ổn lý văn tâm nói mà nè thậm chí ngay cả khi ngươi muốn ta trở thành nữ hoàng ta không nhất thiết phải sẵn sàng đâu đó tham vọng của ta còn lớn hơn việc làm nữ hoàng nữa đó nhưng mà hỏng nói đâu ta nghĩ ta sẽ phải thực tế hơn và rồi xây dựng một đất nước lý tưởng của mình nhớ like xe để xem phần sau nha một người nào đó đang gọi liên tục thủy an thủy an đến khi gọi to thủy an thì thủy an mới giật mình quay lại người đó nói em không thấy em hơi quá thân thiết với cô công chúa đến từ hoa quốc kia sao đó là tạp lạc lâm đang cao có nói em nên hiểu rằng với dòng máu quý tộc của em thì việc trở thành bá tước tương lai không hề khó đừng lãng phí thời gian vào một người đàn bà không có tương lai ánh mắt thủy an biến đổi khi nghe tạp lạc lâm nói như vậy ở một tòa nhà nguy nga nào đó vào ban đêm một bàn tay đang cầm ly rượu vang lắc lắc ngài duy tước chán nản ngồi trên ghế cúc áo mở đến tận bụng tay cầm ly rượu nghĩ thầm cô ta luôn xuất hiện trước mặt mình ngài duy tước đang nhớ đến ánh mắt văn tâm nhìn mình lúc cô bị thương hay lúc cô mỉm cười nhìn thủy an anh nhủ thầm việc này không tốt ngài duy tước mím môi mặt nghiêm trọng trong đầu lại hiện lên hình ảnh của văn tâm ngài duy tước đưa ngón tay lên cắn ban đêm ngài duy tước đang nằm ngủ tay vẫn nắm chặt cánh tay ngài duy tước vươn ra giữ lại gì đó từ không trung vang lên tiếng gọi ngài duy tước ngài duy tước anh mở mắt thì thấy văn tâm đang mặc áo dây nằm gối đầu lên tay mình cô nhẹ nhàng nói vai ta lạnh quá ngài duy tước giật mình ngồi dậy mình ngài duy tước dây dây cái chán tự hỏi đang nghĩ gì thế này ban đêm dễ khiến người ta mộng mị cũng giống ngài duy tước đang nói thầm mình bị điên rồi sao có phải hương hoa mùa xuân mạnh quá chăng tại một căn phòng để cửa sổ mở có người hỏi công chúa người có chắc muốn để cửa sổ mở không văn tâm mặc váy ngủ đang gỡ tóc rối của mình đáp ừm gió tối nay rất mát mẻ để hương hoa bay vào phòng cũng tốt người hầu nói vậy người nghỉ ngơi tốt nhé công chúa văn tâm đáp ta sẽ cô cầm một quyển sách lên tự hỏi mình nên đọc cuốn nào trước khi ngủ đây nhỉ thì một giọng nói vang lên. Cô có thói quen tối nào cũng đọc sách trước khi ngủ à? Văn Tâm ngạc nhiên quay phát lại, thì thấy ngài duy tước đứng sừng sững ở cửa sổ. Ánh mắt ngài duy Tức chăm chú nhìn Văn Tâm. Văn Tâm dần trợn mắt to lên. Ngài duy Tức vội chuyển ánh mắt nhìn xuống, anh ấp úng nói: Ta xin lỗi đã mạo phạm sự riêng tư của cô rồi. Ngài duy Tức quay người đi, nói quên là ta đã đến đi. Văn Tâm đặt quyển sách xuống bàn, nói đây là lịch sử của đất nước về phép thuật. Lý Văn Tâm khoanh tay, lạnh lùng hỏi: Anh có thể dùng phép thuật mạnh như vậy để dịch chuyển tức thời đến đây? nhưng lại không có can đảm giải thích tại sao anh lại ở trong phòng ngủ của công chúa nước đối thủ sao ngài duy tức cau mày mím môi anh đi đến trước mặt văn tâm nói đối với một người đã biết hết mọi thứ cô phải ép buộc người khác thú nhận rõ ràng à ngài duy tức nhíu mày hỏi văn tâm văn tâm đáp ta xin lỗi nhưng nếu anh không giải thích bằng lời tôi sẽ không biết gì cả ngài duy tức nói mỗi đêm trên giường ta luôn nghĩ về và từ từ đưa bàn tay lên nắm lấy một sợi tóc của văn tâm nói tiếp cái giá phải trả khi đặt tóc của cô trên gối của ta mỗi ngày mỗi đêm dài đến ba ngày mắt lý văn tâm mở to kinh ngạc cô ngập ngừng hỏi anh đang cầu hôn tôi sao lý văn tâm đang khó hiểu làm thế nào việc này là cầu hôn được có phải ta tự đào hố chính mình rồi không 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 để ta bình tĩnh nghĩ xem đoán xem phần sau nha ngài duy tức nắm lấy một sợi tóc của văn tâm nhìn cô chầm chầm và nói cái giá ta phải trả hôm nay khi đặt tóc của cô trên gối của ta là gì mỗi ngày mỗi đêm dài lý văn tâm mở to mắt ngập ngừng hỏi anh là đang cầu hôn tôi ư ừ. lý văn tâm hỏi chắc chắn là có ý đồ gì không tốt với tôi ngài duy tức nghe xong thì bàn tay nắm tóc buông lỏng rồi bàn tay buông mấy sợi tóc ra ngài duy tức hỏi tại sao ta luôn cảm thấy như thể mất thứ gì đó từ khoảnh khắc ta để mắt đến cô ta rất hiểu rõ không nên đặt hy vọng gì vào một người là một phần của cuộc trao đổi chính trị khi cô đứng ở quảng trường với những viên gạch vỡ nhìn về phía ta từ chối và kiên cường ta lẽ ra nên nổi điên khi đối mặt với cái nhìn khiêu khích như vậy ngài duy tức tự hỏi chính mình nhưng tại sao tâm trí ta lại không làm thế cô đã dùng bùa chú gì khiến ta nghĩ rằng cô đang tỏa sáng rực rỡ vậy rồi anh nhớ đến lúc ở buổi khiêu vũ nói cô kiêu ngạo quay đầu bỏ đi vô lý đến mức đáng ghét nhưng tại sao ta lại ngài duy tức tiến đến gần văn tâm giơ tay lên nói chỉ cảm thấy muốn đội chiếc vương miện đó lên đầu cô làm cho cô xinh đẹp hơn những viên đá quý trói lọi nhất xây pháo đài cho cô làm cho cô một khu vườn nở hoa tươi tốt quanh năm ánh mắt anh dao động nhìn văn tâm nói khi ta nghĩ rằng ai đó có thể cho cô những thứ này trước ta ta đến mất ngài duy tức từ từ giơ tay ra nói ta cầu xin cô cứu ta hãy chỉ hứa với ta mà không với ai khác ngài duy tức đặt tay lên tóc của văn tâm nói để ta trở thành người cuối cùng nhìn thấy cô trước khi cô ngủ ngài duy tức thâm tình hỏi cô sẽ hứa chỉ để ta làm vậy chứ lý văn tâm không rõ cảm xúc thế nào nói tôi ngài duy tức ngắt lời ta biết cô rất khó trả lời ta thậm chí còn không hiểu sao ta có thể nói những lời này anh đứng tựa bên cửa sổ tay che mặt nói như thể ta đang bị điên vậy không quan tâm đến lợi ích của vương quốc hy vọng của hoàng tộc vô lý đưa ra quyết định hấp tấp như thế văn tâm cau mày khó chịu khi nghe ngài duy tức nói câu đó nhưng ta thực sự không muốn đấu tranh với chính mình bởi vì dù ta có đấu tranh thế nào có vẻ như mặt ngài duy tức đã đỏ bừng nói ta yêu cô rồi hãy để ta có vinh dự này và chấp nhận ta lý văn tâm đưa tay lên sờ cầm, nói nhìn thấy thái tử chân thành như vậy nếu tôi không trả lời một cách nghiêm túc thì sẽ là sự thiếu tôn trọng cô nghiêm mặt nói cảm ơn vì đã đặt tâm trí vào tôi tôi hy vọng nỗi đau ta mang đến cho anh sẽ không quá lâu tại thời điểm này tôi không có ý định chấp nhận vị trí thái tử phi anh vừa đề nghị ngài duy tức nghe thấy thì sững sờ ngập ngừng hỏi đây là câu trả lời của cô ngài duy tức cúi đầu lặng lẽ nói câu chúa có thể nói rõ cho ta biết ta đã làm gì để xứng đáng bị từ chối tàn nhẫn như vậy lý văn tâm khoanh tay ánh mắt kiên định nói có lẽ tôi phải hỏi ngược lại thái tử tôi đã phạm tội gì mà phải nhận lời cầu hôn xúc phạm từ thái tử ngài duy tức hốt hoảng ấp úng ta không lý văn tâm mạnh mẽ nói tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lời tỏ tình có thể được miêu tả là hấp tấp tôi chắc chắn anh có nhiều ứng viên kết hôn được hoàng tộc đánh giá cao anh chẳng cần hạ thấp bản thân cao quý để nói chuyện với một công chúa từ đất nước bại trận vào giữa đêm. Ngài Duy Tức cau mày, nói nếu cô nghĩ về nó một cách sâu sắc, làm thế nào cô có thể bỏ qua áp lực xã hội thực tế bởi danh xưng đất nước bại trận. Văn Tâm tức giận, lạnh lùng nói, nếu đó là vấn đề, tôi có thể nói rõ với anh, rằng đối với một công chúa đến đây vì nhiệm vụ do hảo thông qua hôn nhân, tôi sẽ kết hôn với bất cứ người đàn ông nào trong vương quốc này, hơn là kết hôn với thái tử ngài Duy Tức người có định kiến đối với nước bại trận. Ngài Duy Tức chấn động, một tia chớp lóe ngang qua đầu. Theo như lời Văn Tâm nói, điều đầu tiên thì phần này tưởng nhớ đến một tác phẩm cổ điển elizabeth và darcy niềm kiêu hãnh và định kiến lâu dài các ngươi nghĩ điều gì sẽ khiến thái tử nổi điên lên tuy nhiên không có ích gì khi nổi điên bởi vì công chúa đã ra lệnh cho khách của cô ấy rời đi để cô ấy có thể ngủ một chút một bàn tay cầm ly rượu lắc qua lắc lại nhớ đến lúc lý văn tâm quay đi cô nói thái tử là người bận rộn tôi nghĩ anh rất cần được nghỉ ngơi tốt hãy tận hưởng buổi tối tuyệt vời này và nghỉ ngơi cho tốt anh có thể nhìn thấy bản thân bàn tay nghiêng ly rượu qua một bên cái ly rơi xuống và vỡ tan tành ngài duy tước bộ dạng sơ xác chống hai tay cúi đầu nhìn xuống đất anh nhíu mày tự hỏi thành tiếng sao mình lại làm ra hành động mất giá như vậy rõ ràng mình đã không phải chịu nhục nhã như thế ngài duy tước nhớ lúc mình vừa đi qua thì những cô gái quý tộc đã trầm trồ một cô kêu lên cứu tôi là thái tử đấy cô bên cạnh thở dài sao chúng ta để thái tử nhìn thấy được chứ cô tóc ngắn thì thốt lên ôi không kể cả có kiêu ngạo thì ngài ấy vẫn rất cuốn hút một người lạnh lùng nói ngừng mơ mộng đi ngài ấy còn từ chối công chúa từ hoa quốc còn ai có thể phù hợp ngôi vị đầu tiên cơ chứ ngài duy tức mím môi không rõ cảm xúc gì khi nghe những lời bàn tán đó. đến một chiều không gian khác hân văn ở thời hiện đại đang khoanh tay nghiêm nghị hỏi anh đang đợi để thừa kế tài sản đây mới chỉ là cuộc gặp mặt đầu tiên của chúng ta và anh nói với tôi rằng sinh ra con gái là vô dụng vì khả năng sinh sản của phụ nữ giảm sau 30 tuổi cùng với giá trị của cô ấy vì vậy chúng ta nên bảo đảm giao dịch này trước 25 tuổi trong khi chúng ta đang có đủ tiêu chuẩn để giao dịch anh chàng tóc đen đeo kính nói tôi nói những điều này là vì lợi ích của cô phụ nữ thì không nên quá phận cô hãy nhìn vào thực tế xung quanh và vai trò của cô trong xã hội, khi đó cô có thể tìm được người mua tốt và bán cô với giá hời. Anh ta cười đắc ý nói, suy cho cùng, đây vẫn là xã hội nam giới thống trị, người đàn ông nào nhạy bén sẽ cân nhắc giá trị của người phụ nữ trước khi kết hôn. Một bàn tay cầm ly nước hất thẳng vào mặt tên đáng ghét kề. Hân Văn đứng dậy, mỉa mai nói, tại sao tôi lại lãng phí thời gian, đi xem mắt với người như anh chứ? Những người khác đang bàn luận về cô, Lý Văn Tâm có thể rất xinh đẹp, nhưng người đàn ông nào sẽ thích kiểu con gái mạnh mẽ như cô ta đây? Phụ nữ học nhiều để làm gì? Dù cô ta có thông minh cỡ nào, cô ta cũng phải kết hôn, sinh con và phục vụ gia đình. Không biết những người phụ nữ này nghĩ gì, không kết hôn thì tương lai họ có thể làm gì được, chắc cô ta bị ấm đầu. Lý Văn Tâm ở không gian này đang nằm trằn trọn, cô nghĩ thầm, tại sao, thế giới nào cũng giống nhau, có phải quá khó, vô lý hành động hấp tấp. Cô nhớ lại lời của ngài Duy Tước, không quan tâm lợi ích vương quốc hay hy vọng của hoàng tộc, khi chỉ đơn giản là muốn được tôn trọng. Lý Văn Tâm mím môi, ánh mắt chứa đựng nhiều tâm sự. Lý Văn Tâm từ từ nhắm mắt lại. Cô thấy mình bay trong một không gian màu đen huyền ảo, cô hỏi, nơi này, là đâu ở xa xa văn tâm nhìn thấy một khu vườn nhỏ giữa không gian cô ngạc nhiên đây là một khu vườn văn tâm bay đến và đặt chân xuống khu vườn cô nói nốt hay chính là mộng tưởng cô nhìn thấy một người phụ nữ đang nói với cô ta đã từng trải qua sự hoang mang như cô ở hiện tại vương miện trên đầu ta người phụ nữ chỉ cái vương miên lấp lánh trên đầu nói tiếp được chế tạo sau khi ta thoát khỏi sự hoang mang của chính mình lý văn tâm mở to mắt ngạc nhiên ngập ngừng nói người là nữ vương y toa bối lạp văn tâm hỏi nơi này là đâu sao người lại ở nơi này y toa bối lạp đáp đây là khu vườn linh hồn của ta cô có thể đến đây là vì tần số linh hồn của chúng ta được kết nối nói cách khác cô đang gọi ta lý văn tâm ngơ ngác hỏi tôi gọi người y toa bối lạp không đáp và chỉ hỏi cô có điều gì muốn hỏi ta không như là y toa bối lạp nhẹ nhàng nói hòn đá tím của nữ vương lý văn tâm trợn mắt ngạc nhiên y toa bối lạp nói tiếp cô nói đúng rồi đó là ta đã phong ấn nó bằng một câu thần chú khi ta rời khỏi thế giới y toa bối lạp nói câu đó thì từ trong tay xuất hiện mấy tia sáng màu tím nếu cô muốn hóa giải nó cô phải làm tương tự những gì trước đây ta đã làm. Hòn đá tím sẽ chỉ rơi vào tay người nào có cùng tần số với ta. Văn Tâm bắt đầu lơ lửng, y toa bối lạp đưa tay về phía cô và dặn dò, nếu cô muốn nó, hãy chắc rằng cô giống như ta. Ô, nhân tiện, hãy cho đứa con ngốc nghếch của ta cơ hội nữa. Y toa bối lạp cười tít mắt, nói hãy tin ta, vì ta đã nuôi nấng nó rất tốt. Một tia chớp bắn ngang đầu Văn Tâm, cô mở bừng mắt dậy. Văn Tâm đang nằm trên giường, cô hoang mang tự hỏi, một giấc mơ sao? Cô ngồi dậy, dây dây chán nghĩ thầm, mình vừa mơ thấy nữ vương y toa bối lạp, Mẫu thân của thái tử ngài duy tước sao? Ban đêm với ánh trăng mờ mờ ảo ảo, một giọng nói kiên quyết vang lên: Ta thể. Từ nay về sau, ngài duy tước cau mày nằm trên giường, tự nhủ sẽ quên người phụ nữ kia, hoàn toàn quên cô ta. Ai đó đang gọi ngài duy tước, ngài duy tước. Ngài duy tước ngồi dậy thì thấy văn tâm xinh đẹp đang mặc bộ quần áo ngủ, trùm lên người anh hỏi: Anh muốn ăn điểm tâm gì? Văn tâm cười nheo mắt, ngao ngào hỏi: Bánh kép thì sao? Mặt ngài duy tước đỏ bừng, mắt mở lớn, chửi thầm chết tiệt. Văn tâm cũng như chúng ta đều tò mò. Ai là người đánh thức thái tử ngài duy tước dậy? Một nhân vật nữ mới sắp sửa xuất hiện, muốn đoán xem là ai thì hay like, xe để xem phần tiếp theo nha. Lý Văn Tâm trùm lên người ngài duy tước, hỏi: Anh muốn sáng nay ăn gì nào? Cô cười ngọt ngào, hỏi: Bánh kép được không nhỉ? Gương mặt ngài duy tước đỏ bừng, mắt chấn động. Văn Tâm trùm tới gần hơn, hỏi thật sự luôn hả? Công tước muốn nằm dài trên giường ư? Hùng, tôi đoán là mình không còn lựa chọn nào khác. Rồi trong khi ngài duy tước vẫn còn ngơ ngác thì Văn Tâm đã hôn lên má ngài duy tước, nói: Hôn một cái thôi rồi anh phải thức dậy đó một tiếng hét vang lên phá tan màu hường phấn của không khí khoan đã từ từ chờ đã anh mắt ngài duy tức mơ màng mở ra thì không phải văn tâm mà là một cô công chúa tóc hồng đang nhìn anh chăm chú cô bé rạng dỡ quay ra ngoài nói thấy không ta đã bảo nguyên một nụ hôn nhẹ sẽ đánh thức được ngài ấy mà nữ hầu cạn lời kêu lên công chúa ta di thông xin người hãy xuống khỏi giường của công tước ngay đi ạ ta di thông thẻ lười nói với nữ hầu ta không muốn như vậy cô bé kéo áo ngài duy tước nói ta đã đi một quãng đường xa để đến được trang viên gắt vợt ta sẽ dính lấy ngài ấy cả ngày luôn. Ngài Duy Tức nghiêm giọng hỏi ta Di Thông, ta Di Thông, con làm gì ở đây vậy? Bệ hạ đã cho phép con đến đây, hôm nay con không có tiết học sao? Một luồng ánh sáng màu tím lấp lánh nâng quyển sách lên, ta Di Thông tặc lưỡi. Cô điều khiển quyển sách bay trên không trung, bĩu môi nói, con không có hứng thú học mấy thứ ngớ ngẩn với mấy tiểu thư quý tộc ngu xuẩn đó. Tất cả chuyện mà các nữ gia sư làm chỉ là lặp đi lặp lại, các cô gái không được phép sử dụng pháp thuật mà không có sự hiện diện của trường nam. Họ sợ chết khiếp ngay cả với những buổi diễn pháp thuật nhẹ nhàng nhất, đúng là phiền phức nữ hầu bên ngoài lo lắng giơ tay lên nói thưa công chúa người không thể dùng pháp thuật ở đây cứ để em ấy ngài duy Tước nói công chúa ta di thông đã thừa hưởng dạng pháp thuật thuần khiết nhất từ nữ hoàng quá cố em ấy được phép vận pháp thuật tùy ý mình ở nơi này công chúa ta di thông chạy đi ôm chầm ngài duy tước la lên đây là lý do tại sao cậu là người con yêu thích nhất đó cậu ngài duy tước cậu phải dành cả ngày hôm nay cùng con ngài duy tước đứng trước gương chỉnh trang quần áo hỏi vậy gần đây công chúa có chuyện gì thú vị không ta di thông chấn nản nói cuộc sống của một công chúa thì sao mà thú vị được Chán lắm cậu ơi." À, Ta Di thông nhanh nhẹn nói, "Người hâm mộ của cậu, cái người gọi là Hoa Hồng Vàng, tiểu thư tạp lạc Lâm đó, sẽ tổ chức một buổi tiệc trà. Hình như là để chào đón công chúa Hoa Quốc thay mặt cho giới thượng lưu." Ngải Di tức nghe xong thì khựng lại. Chuyển cảnh đến biệt thự mà Văn Tâm đang ở, cô hỏi, "Một buổi tiệc trà sao? Đó là những gì mà Lý Văn Tâm đọc được trên lá thư, bên cạnh có người đang trải tóc." Lưu Sương nói, "Một buổi tiệc trà ạ, thần nghĩ nó giống một cái bẫy hơn, có lẽ người không nên tham dự, thưa công chúa." Văn Tâm cũng sờ cằm, trầm tư suy nghĩ. Xong rồi cô nói, ta sẽ đi, sẽ tốt hơn nếu ta đến và cân nhắc tình hình, để xem liệu họ có xứng đáng là đối thủ của ta không. Văn Tâm ra lệnh cho người hầu, chọn cho ta một bộ trang phục, chuẩn bị xe ngựa và cho mời bà Quỳnh Tư phu nhân đi cùng với ta. Tiêm Trần nói, vâng, thưa công chúa. Bên ngoài, bánh xe ngựa bắt đầu lăn đi. Lý Văn Tâm hỏi, Quỳnh Tư phu nhân, hôm qua ta đang đọc về lịch sử pháp thuật của Vương quốc, trước khi nữ hoàng Y Toa bối lập lên ngôi, dường như phụ nữ thậm chí không có quyền dùng pháp thuật nơi công cộng. Nhưng sau khi người đăng cơ và giành chiến thắng trong cuộc chiến, phụ nữ ngày nay đã được phép sử dụng pháp thuật một cách phù hợp dưới sự đồng thuận nữ hoàng cụ thể thì người đã làm những gì quỳnh tư phu nhân ngẩn ngơ dừng một chút và nói thần không nghĩ người sẽ hỏi câu hỏi này bà từ tốn nói nhưng mà cũng rất giống người sẽ hỏi về chuyện này thần từng làm việc trong cung điện và thần đã nhìn thấy nữ hoàng bước từng bước về một công chúa đến đăng cơ ngay vàng câu chuyện của nữ hoàng dài đến mức không thể kể hết được chỉ trong một hay hai ngày nhưng từ khi còn là công chúa người đã làm nhiều việc gây kinh ngạc cho mọi người người công khai sử dụng pháp thuật để đóng băng nước trong tất cả chiếc ly của những bộ trưởng trong nghị viện bởi vì sự hiện diện của một phái nữ như người trong nghị trường chịu sự kháng cự từ chính nghị viện văn tâm ngơ ngác khi nghe quỳnh tư phu nhân nói tiếp khi đó một công chúa như người đã tuyên bố đánh thép y toa bối lạp lúc còn trẻ đã đập bàn nói ta thách các ngươi cứ trừng phạt ta theo luật và giam ta vào ngục với thân phận là một công chúa nếu không ta sẽ xuất hiện tại nghị viện này mỗi một ngày đến khi các ngươi đều học được cách nói chuyện bình thường trước mặt ta văn tâm mở to mắt ngỡ ngàng nghĩ thầm trong khoảnh khắc ta có lẽ đã hiểu được điều nữ hoàng nói với mình trong giấc mơ thậm chí đúng rồi bói toán và tiên tri đều là pháp thuật hệ thủy Lý Văn Tâm nhớ đến công chúa Văn Tâm ban đầu, trong tay cô ấy có những pháp thuật tạo ra nước. Lý Văn Tâm nghĩ thầm, vậy thì, công chúa của Pha Lê, Lý Văn Tâm, khi nữ hoàng đề cập rằng chúng ta đang cùng chung một tần số trong giấc mơ, liệu ý người có phải là năng lực và hướng đi của chúng ta rất giống nhau. Một bàn đồ ăn ngọt xuất hiện lấp la lá lấp lánh, có người nói, nào các tiểu thư, ta chắc là cô ấy không xa lạ gì với các người. Cô ấy đang là chủ đề nóng trong các cuộc trò chuyện giữa nhóm chúng ta dạo gần đây. Rồi người đó đưa tay về phía Lý Văn Tâm đang mặc một bộ hán phục rất xinh đẹp, giới thiệu, công chúa Hoa Quốc, Lý Văn Tâm. Tạp Lạc Lâm vỗ tay cười nói, thật vinh hạnh làm sao, khi được người chiếu cố hiện diện tại nơi tầm thường này của thần. Văn Tâm cười đáp ngươi quá lời rồi, bên trong chính là suy nghĩ, ngươi gọi chỗ này là tầm thường ư? Nơi tầm thường trong mắt Tạp Lạc Lâm chính là cả căn phòng được thiết kế hài hòa và thanh lịch, khắp nơi lấp lá lấp lánh. Sau khi nhìn xung quanh căn nhà xa hoa này, Văn Tâm nghĩ thầm, cô ấy quả là bông hồng vàng của vương quốc, vậy nên cô ta phải được cất giữ trong một chiếc lồng vàng. Rồi cô nhìn xung quanh Tạp Lạc Lâm có rất nhiều cô gái đang ngồi, nghĩ thầm, theo mình thấy, hôm nay có vẻ không phải là một ngày xuân sẻ nhỉ tạp lạc lâm cầm tách trà lên hỏi người thấy sao công chúa lý văn tâm trà này được pha từ những lá trà của hoa quốc vị ngọt nhẹ và hương thơm dễ chịu cũng giống như công chúa vậy khi người dành thời gian thưởng thức chúng người sẽ cảm nhận được một hậu vị của nó văn tâm nghe được có cái gì đó không ổn cô hả một cái tạp lạc lâm nói tiếp hiểu biết của thần về hoa quốc trước đây rất hạn hẹp nhưng được gặp công chúa đã truyền cho thần rất nhiều cảm hứng thần thậm chí đã nghiên cứu một số thông tin về hoa quốc với chủ đích cô ta quay sang những cô gái khác cười nói thực ra mới hôm qua chúng thần đã thảo luận về những người phụ nữ xuất chúng trong lịch sử Hoa Quốc, như là nữ hoàng nhân đắc của nhà Đường và vương mẫu tiêu ninh của thời nguyên. Họ đều là những người phụ nữ uyên bác và gan dạ, ai có thể trở thành hình mẫu cho các nữ quý tộc chúng thần? Văn Tâm nhíu mày, nghĩ thầm, chờ chút, cô ấy đang chơi trò gì vậy? Và lần trước khi cô ấy nói bóng gió về Dương Châu, có vẻ như đóa hồng vàng của vương quốc này không chỉ kiều diễm mà còn rất tài năng. Tạp Lạc Lâm nói tiếp, thưa công chúa Lý Văn Tâm, quan điểm của người về một cuộc hôn nhân liên minh là gì vậy? Văn Tâm chăm chú lắng nghe Tạp Lạc Lâm nói tiếp. Tạp Lạc Lâm đặt tách trà xuống và nói tiếp, con người nên thẳng thắn khi trò chuyện cùng một người thông minh như một cách thể hiện sự tôn trọng. Trước đó, thần thực sự đã thiếu sự tôn trọng đối với công chúa của Hoa Quốc, một người hoàn toàn xa lạ với thần, nhưng việc người liên tiếp thể hiện khả năng của mình đã chứng minh rằng người vô cùng thông minh, người có nguyện ý nghe quan điểm chân thành của thần về vấn đề hôn nhân liên minh không? Văn Tâm trầm tư trong giây lát, rồi lên tiếng, ngươi cứ nói đi. Tạp Lạc Lâm nắm hai tay, nói người cần đồng minh, những đồng minh thật vững chắc, người cần ai đó có thể giới thiệu mình vào tầng lớp các quý tộc khác nhau một ai đó biết rõ về thế mạnh và bản tính của con nhà quý tộc. Tài nguyên, tiền bạc, thông tin, tất cả những điều này cũng có thể chi phối, nhưng nếu người gia nhập vào hội chị em chúng thần, những thứ này đều không thành vấn đề. Tạp Lạc Lâm cười nhẹ, nói tiếp, thứ chúng thần cần chính là sự sắc bén của người và kiến thức văn hóa phong phú người tích lũy về Hoa Quốc. Lý Văn Tâm ngạc nhiên, mắt mở to hơn khi nghe Tạp Lạc Lâm hỏi, ý người thế nào? Lý Văn Tâm hạ mí mắt, mí môi nghĩ thầm, không thể nghi ngờ rằng cô ấy rất có lý. Khi bên kia đã phô ra điểm mạnh của mình vì quyền lợi của chính mình, đoàn kết chắc chắn sẽ có lợi hơn là chiến đấu lẫn nhau chỉ có người lý trí mới đưa ra lời đề nghị như thế này và hợp lý nữa tạp lạc lâm quay sang nhìn cô gái tóc đen bên cạnh cô gái đó gật đầu hiểu ý cô gái cười tít mắt giơ tay lên những luồng sáng màu tím lấp lánh xuất hiện xung quanh ngón tay cô gái cười nói thưa công chúa lý văn tâm xin người hãy thử đoá hồng đường được pha chế riêng bởi tiểu thư tạp lạc lâm những viên đường bao hồng từ lọ đường bay lên cô gái giới thiệu đây là tinh chất từ những cây hoa hồng đặc biệt trồng ở vườn của bá tước tiểu thư tạp lạc lâm đã tinh chế lại bằng pháp thuật viên đường bay vào ly trà cô gái nói tiếp nó là một thức uống tinh xảo được giới quý tộc đánh giá cao hy vọng rằng hương vị của phương đông và phương tây có thể kết hợp tốt đẹp với nhau lý văn tâm nhìn vào ly trà và đã thấy có sự xuất hiện của mấy giọt trà bay lên những giọt trà bắt đầu tụ họp dần dần với nhau rồi cuối cùng kết thành một nụ hoa lý văn tâm ngạc nhiên nghĩ thầm nước trà được cô đặc lại thành hình dạng một bông hồng tuyệt đẹp đây thực sự là tài điều khiển pháp thuật xuất sắc cô hỏi hẳn nó phải mất rất nhiều thời gian luyện tập để đạt đến sự hoàn hảo này nhỉ tạp lạc lâm chỉ tay vào cô gái tóc đen đáp đó là đương nhiên tiểu thư khách bằng mi đã thực hành trà nghệ thuật bằng pháp thuật từ khi còn nhỏ cô ấy thậm chí đã giành chiến thắng trong buổi biểu diễn của vương quốc